Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chúc tất cả các bạn đang xem video mình ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì video ngày hôm nay mình cũng lên đường để đi thăm bẫy gắn nha các bạn. Nói chung luồng bẫy này á, cử gọi mình thăm 25 cái nhưng cử này mình thăm 28 cái nha các bạn. Tại cử gọi mình có đem theo 5 cái mình chăm thêm nhưng mà chăm được 3 cái ha. Nên là cử này lên được 28 cái. Luồng bẫy này thì cử này mình thăm cử thứ hai. Cử gọi thì có 25 cái mà thăm cử gọi cũng trúng nha các bạn. Hy vọng bữa nay cũng sẽ được vậy. Thì bây giờ mình cũng ra tới điểm rồi, cũng để tránh mất thời gian các bạn. Giờ mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm luồng bẫy 28 cái hôm nay có gắn lớn không nha các bạn. Trước đây mình có cái bẫy đầu tiên của chuyến thăm hôm nay các bạn. Nói chung cái bờ này mình đặt có hai cái ha, đúng ra cái đầu trong mấy cái đầu tiên nhưng mà do cái đầu trong nãy có người ta nên mình không có thăm, hên vô không sao. Thì hành trang mình đây nhé các bạn. Cáo mưa, lúa, chuột, bẫy xe cua. Chung mấy bữa nay quê mình quá mưa bạn, tối mưa đêm mưa sáng đêm luôn. Mưa quá nhiều khi gắn nó đi cũng yếu nữa mà. Mình đi thăm đừng mình chăm lúa cho mấy con chuột, chỉnh chuột đồ lại đừng cử sao đi nhiều khi nó sẽ có dính. Cái bẫy này còn chuột. Trời nắng nắng lên lại có khả năng gắn chạy nhiều mạnh. Rồi, giờ để mình đặt lại mình đi tới cái tiếp theo. Cái luồng bẫy này là luồng bẫy mới của mình, luồng bẫy dùng đất mới đâu bạn. Cử gồi mình thăm cử gồi im lắm. Cử gồi có 25 cái mà thăm cũng 3 ký mấy, cũng được 2 cái 3 con ngắn nhất gì. Cử này thì do mưa quá mình cũng không biết sao đây. Thì mình thăm đó bạn, nói chung chỗ nào mà người ta có ca hát quá thì mình sử dụng bẫy xe cua có dính mình đổi nha các bạn. Tại mình đặt ở đây cũng gần gần mấy cái khu vực nhà người dân á, ra mấy cái khu vườn nên khi người ta hay ca hát. Đây mình đặt một cái nữa. Rồi cái này hí ra có phân nữa bạn. Mà không biết lớn nhỏ ha, một bệt trắng tư luôn nè. Nhổng cái bẫy mình lên luôn, bự nhỏ làm dữ đây. Ôi cũng ngon nha các bạn. Con hành nhị bạn ơi. Quá đã. Phân nó phải cái văng ra tới mất ngoài gì luôn á. Im. Hồi con rắn này làm như mới vô cái gì bạn, cái bụng thấy còn phì phì nữa. Luồng bẫy này thì mình mới thăm mới 4 đêm. Tôi mới tiếp tục. Mình đặt ở đây á thì nhiều khi cái lúc mà rắn nó chậm chạy á bạn, nhiều khi mình để 5 đêm, 6 đêm là hết mức. Còn thông thường là mình cỡ khoảng 4 đêm thăm lần nha các bạn. Mấy khu nào mình mới đặt là 4 đêm thăm mà. Tại khi mình vừa đặt xuống á, thì nhiều khi chuột nó sẽ bị hao không chừng. Hoặc là nó có gắn con nó sẽ chạy trước á. Nên mình phải đi thăm đừng mình thay chuột thay dưới bắt gắn con ra chăm chuột vô đừng bắt mấy được gắn bự nha các bạn. Dặn tóc cho nhanh. Còn mình neo lâu quá thì nó cũng vậy hả. Ngon lạnh bạn ơi. Gắn nể bụng còn chì phì đây. Mập hay là còn chuột đấy. Con này cầm phải 3 lần gửi 4 lạng nha các bạn. 3 lần gửi 4 lạng thủ. 3 lần gửi đổ lên 4 lạng đổ lại. Ngon lạnh, mới làm hai cái làm con gắn nhì rồi. Quá đã. Hy vọng luồng bẫy này nó chạy như cử gồi là cũng khỏe quá. Cử gồi luồng bẫy này im hết sức. Dạo này mưa quá mình chưa có chăm bẫy vô thêm được. Chừng nào mà bớt bớt mưa mình sẽ dặm vô nhiều nhiều bẫy thêm nha các bạn. Đừng cho cái luồng bẫy nó lên tầm 3-40 cái đi thăm cho nó chín được nhiều á. Thăm cho nó phơi. Để mấy bẫy ít ít á, nhiều khi nó thắt gọn cái là mình không có quay được cái video luôn. Rồi. Mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo, con hành đầu tiên cỡ 4 lạng. Bờ này mình cũng có hai cái bẫy nè. Trong khu vực mới. Dùng đất mới này mình chưa có đặt nhiều mà, một bờ mà đặt một cái hai cái. Rồi, không thấy phân phiếu chưa. Rồi, cái bẫy này còn chuột bạn ơi. Tặng cho em nó bịch lúa. Đi tới cái tiếp theo.
Trước đây mình cũng có một cái bẫy. Thôi, cái bẫy này có dính hổ hạch mà. Phân nó thải đầu này. Mà không lớn hung. Cầm nhẹ. Hổ hành này, hổ hành 3. Rồi, được con nhị, con 3. Nhị này bự như bạn, nhị gắn hết biết mập rồi. Nó nu nó khúc rồi. Mùa mưa xuống gắn nó đủ màu mập. Này ngắn 3. Khu vực này nói chung là vùng đất này hồi đó giờ là mình chưa có đặt lần nào à. Mới qua đã trải nghiệm thử cử rồi thì mình thăm thấy nó cũng ok quá đó. Không biết cử nặng sao ha. Con này tầm cỡ nặng gửi rồi bạn. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Như đây mình cũng có 7 rồi. Con này quá bịch. Trời mưa rồi bịch cái mũi quá mũi bạn. Không thấy phân phiếu ở trên. Rồi cái bẫy này còn chuột, để mình vô lúa đặt lại. Quê mình trời cũng đang chuyển mưa, cái màu tối tối. Mình quay có cái video có tối tối các bạn thông cảm nha. Chuyển mưa quá. Như đây mình cũng có cái bẫy. Hồi ơi hí ra thấy phân nó sáng trời trên các bạn. Cục phân chà bá bạn ơi, phân đen ha, phân lông chuột. Nói chung này là tỷ lệ gắn lớn rất là cao các bạn. Cũng khá là nặng đây. Hồi hành nhất hay gì nghe bạn, phân hết biết rồi. Hồi rồi hai cái đậu lượt bạn ơi, một cặp. Hình như một con nhì, một con nhất hay gì nghe các bạn. Đã không? Quá phê. Sướng sướng. Nãy giờ tới đây thì mình cũng mới được có hai con nghe các bạn. Hồi rồi con đó nó ở mọi ra luôn. Con gắn nhị, con gắn 3. Tại luồng 7 này mình thăm sớm, thăm mới có 4 điệp. Cái luồng 7 mới mình ham đi thăm lắm. Mấy luồng bẫy cũ nó dính yếu cái mình ngán, mình phải neo ngày lên. Còn mấy luồng bẫy mới thì mình đi 4 đêm 5 đêm mình đi. Hồi ôi đã bạn ơi. Con gắn nhất. Con nhất với con gắn nhì nha bạn. Ngon lạnh. Quá đã. Vì mới sướng sướng đó bạn. Bởi phái mấy vùng đất mới là gì bạn, mấy vùng đất mới. Nhiều khi nói chung cũng có các anh em ngành nghiệp cũng đánh gầu nha các bạn. Nhưng mà mình đánh lại. Nhiều khi mình phá thế được mình còn kiếm sống được mà. Còn mấy cái khu của mình rồi mình phá thế không được. Mình đánh rồi năm ngoái năm nay năm nay mình quay lại mình đánh thảm gà mình thăm mấy luồng bẫy như ngày hôm qua đó các bạn. Nói chung mình gắn lớn nó chạy yếu xìu. Lâu lâu chạy được một con thôi. Còn mấy vùng đất mới này gắn lớn. Im nè. Này là thấy khỏe mình nha các bạn, thấy đủ sống rồi đó. Con bẫy này thăm cử gọi cũng ngon hết sức, cử gọi gắn bự bự cũng nhiều. Cử gọi luồng này cũng chạy 3 ký mấy. Mà cử gọi như có mấy gắn 3, còn như gắn nhì gắn nhất. Còn cử này thì không biết làm sao. Gắn nhì bò ra trước bạn ơi, gắn nhì này tầm cỡ 3 lạng nha các bạn. Tại quê mình 3 lạng người ta bắt gắn nhì rồi đó. Con này gắn đực. Gắn đực bởi nó ốm nó dài nè. Con này 3 lạng hơn 3 lạng các bạn. Dài kiểu này là cỡ 3 lần mấy, 3 lần gửi một chừng.
còn con ngắn nhất. Con này chắc 6 lạng ngoài, 6 lạng 6 lạng ngoài. Đâu đây em, đâu đây em. Đầu đắng kìa, đầu đắng kìa. Đầu đắng kìa. Sao đi đầu này không vậy? Gà nghe bạn. Dạ, cái chạy em. Con này tầm cỡ 6 lạng rưỡi bạn ơi, 6 lạng rưỡi 7 lạng. Quá đã. Cặp. Tới đây nữa mình cũng được 4 con nha bạn, 4 con mà trong đó hết 2 con gắn nhì, 1 con gắn nhất, 1 con gắt ba. Quá phơi. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nha các bạn. Sướng sướng rồi đó. Tới đây thôi mình thấy đủ sống rồi đó. Hy vọng cho ông trời đừng mưa bạn ơi. Quê mình chợn chuyển mưa quá. Quê mình không gặp chợn không mưa thôi, không mưa lần là mấy tiếng đồng hồ. Mưa cái là nhiều khi có khi mưa cả ngày. Dưới đây mình cũng có cái bẫy. Rồi bẫy trong que bạn. Thấy gì hết. Rồi dính con hổ hành tí xíu bạn ơi, với con còn con chuột luôn. Đây, hổ hành này hổ hành 3 nha bạn. Rồi, hổ hành này lên đường luôn bạn ơi. Đấu với con chuột đấu không lại vậy. Em có còn không? Rồi, con hổ hành này lên đường nè nha bạn. Đấu không lại con chuột bị con chuột hạ. Đạn chuột mình đặt hơi bự nè. Con này chắc cũng tầm cỡ lạng gử. Rồi giờ để mình vô chuột đặt lại. Ủa vô lúa đặt lại chứ. Trước đây mình cũng cá bẫy. Thôi thí ra thấy phân nha bạn, thấy không ảnh nằm nữa nè, phân bệt nè bạn, chẳng từ rồi, đã không có ảnh lú đầu nè. Con này gắn ba hay gắn nhì gì đây, phân rải đây một bệt. Thôi rồi đừng gắn nhì đã quá bạn ơi, gắn nhì, ngon lạnh. Nãy giờ dính cũng ít mà nhờ cái gắn ngon ngon không nha bạn. Nhưng mình mới thăm con mớ bẫy nè, chưa hết bẫy. Còn số lượng nhiều. Con này tầm cỡ 3 lần rưỡi bạn. 3 lần rưỡi, 3 lần 2 ha, gắn nhì. Con này nữa mình cũng được đâu 3 con gắn nhì nha bạn, 3 con gắn nhì, con gắn nhất, con gắn 3. Con gắn ba hai gắn ba mình cũng quên rồi, hình như một con gắn ba vậy. Nãy giờ hình như được mới 4 gắn à, đúng rồi bạn. Luồng này công nhận chạy gắn ngon ngon không nghe bạn. Cử rồi cũng vậy, cử rồi đi gắn bự nhiều gắn ba cũng ít. Cử này thì nãy giờ được 3 con gắn ba rồi. Ủa 3 con gắn gì vậy? Con gắn ba với con gắn nhất. 5 con gắn mà xứng đáng nghe bạn. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình cũng có cái bẫy mà. Mình về khu này là mình đặt gần cánh đồng lúa mà. Cứ gọi về khu này nó dính muốn liền cái nữa mà. Mà con khúc nó có nhạc nên mình không quay được luôn. Cái này thì sao đây? Hồi ơi con hạnh nằm kìa bạn ơi, đã. Con hạnh bệnh kỳ bạn. Con này không biết nổi nhất không nữa nè. Khá là nặng ha. Đầu này nó ép hao chuột nữa bạn, lắc nhất đường nè. Anh coi con này nổi nhất không? Mới dùng đất mới phá vậy bạn, sướng sướng mới dùng đất mới. Hồi ơi con này nhất rồi bạn ơi, quá đã. Đây mình chỉnh lại. Tự nhiên máy mình không bị mắc màu mà. Do là làm như trời chuyển mưa quá đó bạn, nên máy nó bị mắc màu. Các bạn có xem thông cảm mình ha. Ném chuột hao đầu đó bạn ơi.
quá đã bạn ơi, con này cỡ 7 lạng, hơn 7 lạng nha bạn. Sướng sướng. Luồng 7 vị thăm mấy thấy ham đó bạn. Bởi mình phái mấy cái luồng 7 mới đó mà. Bây giờ mình cũng được nhiêu nè, gắn trọng trọng không mà. Có con gắn 3, một cái nhì dưới nhất không. Con này con nhất thứ hai, con nhất này bự nha bạn. Đặt hởm thì mình đặt trên cánh đồng lúa không được, do kỳ hởm người ta làm luôn lúa động đó bạn. Cho nên họ nạp cái hơm mình cứ ngắt luôn. Cho nên con gắn nó ít đi. Còn cỡ này thì đầu đồng lúa người ta đã xong rồi bạn. Thì thông thường xong rồi thì người ta ít có đụng tới cỏ gác nữa, mình cũng dễ đặt hơn. Nên giờ mình đang búng mấy luồng 7 cho bung ra ruộng. Bung ra ruộng thời gian chừng nào lúa chín mình rút trở về vườn. Quá đã bạn ơi. Ra đây thì cánh đồng lúa mênh mang cũng chân rồi. Mấy con hữu hành trên cánh đồng lúa. Ra đi em, đậu đẳng kìa em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, tự nhiên muốn quay lại. Hột ra được chạy liền. Con này bự bạn ơi. Con này 7 lạng, 7 lạng rưỡi, 8 lạng lạng bạn ơi. Quá khứ gắn đã rồi. Trời ơi, trời sướng. Quá đã nha bạn. Giờ này quê mình đậu mưa rớt hột luôn rồi. Mình ra đây nếu mà có mưa là đầu mình không có chỗ đục luôn đó bạn. Tại giữa cánh đồng lúa. Quá đã bạn ơi. Giữa cánh đồng lúa có mấy cái bờ cao cao vậy ha. Đưa xuống lụm. Con này tầm cỡ 7 lạng, 7 lạng rưỡi nha bạn. Rồi, ngon lành. Con nhất này là con nhất thứ hai. Nãy giờ thì mình được mới có 5-6 con gắn thôi. Nhưng mà được hai con nhất, ba con nhì, con gắn ba nha bạn. Nãy con gắn ba nhỏ thì chuột nó xử rồi. Thì con đó nó hao rồi. Quá sướng bạn ơi. Rồi, giờ để mình vô chuột đặt lại cái bẫy này. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Như mình thấy có phân bên. Phân đen đen này. Bẫy nặng lắm nha bạn. Hồ đôi cái phanh hữu hành. Phê không bạn? Cục phân thải đang kịnh nè. Đã không bạn? Lúa đầu à. Cục phân thải nè bạn. Hồ đôi cái bẫy nó nặng. Dữ lắm cái bẫy này nặng bạn. Con gì dữ vậy? Hồ đôi. Hình như nó dính hai con bạn ơi. Cái ở đằng kia nặng cái đầu. Lại đang cái đầu nữa. Quá khứ rồi con hữu hành nằm dưới cái phanh các bạn thấy nè. Hết biết cái phanh gắn hữu hành nè. Sướng sướng bạn ơi. Ra đây đặt có mấy cái bẫy mà chạy cái ham á. Cá đằng kia nãy chạy con nhất tới đây bóc cho hai con một lượt mà con gắn nhất dữ lắm bự rồi. Còn con trên con gắn nhì hay gì á. Gắn nhì gắn nhất gì nữa không biết. Cái bẫy mà cầm nè, bạn thấy cái bẫy mà nặng nè. Bình phịch phịch. Quá khứ rồi. Ném đầu này nè, phân thải một đống đen cứ phần chuột đen cạnh. Đây một bệt, đây một bệt. Quá khứ à. Cái bẫy mà mình dỡ nó nặng như cục sắt nguội vậy. Hồi ôi con gắn hữu hành. Dữ lắm gắn này bự bạn ơi. Quá khứ rồi, cứ ngắt cái bẫy luôn rồi. Cái này hai con nhất luôn chứ không phải thèm con đó bạn. Mà có con này muốn đại luôn. Con này đại luôn chứ muốn gì nữa. Con này dữ lắm ở trên 1 kg rồi. Hết biết cái cặp gắn hữu hành này rồi. Đã không bạn? Nói chung là trải nghiệm dùng đất mới nha các bạn, dùng đất mới. Săn hàng khủng cử rồi thì cũng được hai con gắn nhất ha. Còn cử này là đầu quá đã rồi. Nãy giờ hai con nhất rồi, tán cho con cặp này nữa. Hết biết cặp gắn này. Sướng sướng bạn ơi. Trải nghiệm dùng đất mới có hàng siêu to khổng lồ nha các bạn. Nói chung gắn này là khổng lồ các bạn ơi, hành này, cặp hành khổng lồ. Quá khứ rồi. Cặp gắn, hết biết cặp gắn bự rồi bạn ơi. Sướng tơi ngự chân. Rồi. Nãy giờ chạy con gắn ba một bạn, với con gắn ba bị hao thôi, còn nhiều là gắn nhất với nhị quá. Chạy nè. Chạy không có nhiều gắn chân mà con nào nó cành cành không. Cử rồi luôn này vẫn vậy nha bạn. Cử rồi mình thăm có 25 cái mà nó chạy cũng 3 ký mấy đó, còn cử này mình thăm 28 cái nè, tại cử rồi mình chăm vô được 3 cái nữa. Hết biết cái cặp gắn nó bự rồi bạn ơi. Đúng là siêu to khổng lồ nha bạn. Quá khứ. Quay cận cảnh bạn xem, thấy con gắn nó phê đủ phê không bạn? Con này trên 1 kg nha bạn, 1 ký mấy á.
Còn cặp này là 1 ký mấy rồi đó, mà con này chắc mình đón cỡ không biết nổi nhất không nha bạn. Con này nè, mà có khả năng cũng được nhất. Còn con này thì dư nhất rồi, quá khứ rồi. Cặp gắn này mình muốn bắt ra cũng hơi khó nữa nè. Quá phơi bạn ơi, siêu phẩm, siêu to khổng lồ. Nó dặn cái bẫy mình mà muốn ẩn hơi luôn nữa bạn. Vô cặp gắn bự quá đó, dặn cái bẫy ẩn luôn, muốn móp cái bẻ bẫy luôn, bành bẫy. Quá khứ gắn cỡ gì bắt nó tả tài luôn bạn. Cặp gắn này nó hơi bự nên nó ra hơi chậm nha bạn. Có khả năng con kia cũng được nhất đó bạn. Tại nhiều khi mình thấy con gắn khổng lồ nó bự quá đó, cái đầu mình nhìn lên gắn kia mình thấy nó không bự. Đó, bạn thấy gắn cỡ này nè. Chuẩn không bạn? Gắn. Cầm một cái, bạn thấy mình cầm mà bàm cái tay không? Trời ơi. Con này 1 ký mấy nha bạn. Con này mình đón tầm cỡ 1 ký mốt, 1 ký 2 gì đó, chứ cũng không dữ đâu bạn. Quá khứ rồi. Con gắn. Con này chắc cỡ 5 lạng mấy, 6 lạng gì đây. Còn con trong bẫy nữa bạn. Ra đi em. Lo nhủ đồ này không vậy? Đầu kia kìa. Ra đầu kia kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, cặp gắn đã bạn ơi. Con này chắc cỡ 6 lạng nữa nghe bạn. Cặp này cặp nhất không rồi bạn ơi. Con này 6 lạng, 6 lạng rưỡi. Tại khi mình cặp con gắn bự này quá bạn, cái đầu mình nhìn lại cái con gắn nhất kia mình thấy nó nhỏ nghe bạn. Chứ con gắn này nó tới 1 ký mấy lạng, gấp đôi gắn kia lắm. Quá khứ rồi. Bạn thấy gắn hết biết bự rồi. Ôi cặp gắn. Ôi ôi quá, quá, quá giặt nghe bạn. Siêu to khổng lồ, hàng quýt siêu to khổng lồ thiệt nè. Con này là quê mình có khả năng gọi là quá giặt được rồi đó. Tại vì con hổ hành đó bạn, cái dòng của nó không có lớn ký luôn ha, mà nó tầm cỡ hàng ký thôi là nó dữ lắm rồi đó. Mà con này nó còn hơn ký rồi, con này ký mấy. Rồi, bây giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi, quá phơi bạn ơi. Quá phơi với cặp gắn khổng lồ. Chinh phục vùng đất mới, cử thứ hai, thu phục hàng siêu to khổng lồ. Quá đã. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trước đây mình có cái bẫy này cứ gọi mình thăm dính được con gắn nhì. Cử này thì sao? Cử này không thấy phân phiếu chân mà. Hồi cử này còn chuột nha bạn, để mình vô lúa đặt lại. Dưới đây mình cũng có cái bẫy. Thôi mình lấy hình như lúa nó láng láng bạn, em ém sừng nhẹ ghe ta. Thôi nhìn thấy con chuột rồi bạn. Thôi gỡ dính gắn ba, con chuột nha bạn. Con gắn ba này thì nhỏ quá, mình cũng thả nó bạn. Để mình xử lý cái này nghe bạn. Tại gắn ba nó cũng nhỏ, gắn này thì mình không có xài, mình thả nó là nó bé quá. Còn chuột luôn nè. Rồi mình đi tới cái tiếp theo. Dưới đây mình cũng có cái bẫy luôn. Đặt trên cánh đồng lúa xa xa mới có chỗ đặt được, mình lội hơi xa. Bởi mình đặt bẫy không có được nhiều rồi vậy bạn. Thưa 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 không. Để mình lấy lên cái này. Có dính bằng mình gắn không lớn thôi vậy. Hồi gắn này gắn ba nó mới ăn con chuột mình bụng còn chì phì bằng. Trời quê mình chuyển mưa nên mình quay cái video nó tối quá. Gắn ba, gắn này mới vô bạn ơi, ăn cái bụng còn chì phì, ăn chuột bụng còn chì phì.
Nói chung là bữa nay mình trúng mắn này nghe bạn, nên là đây tới cuối có chạy không chạy cũng là cũng trúng rồi đó. Bữa nay nói chung là phá kỷ lục không gài, số lượng ngắn nhất. Rồi con này đâu cái bụng còn chì phì nữa bạn, con này đâu từng cao phán lạng gử, cái bụng còn chì phì. Rồi giờ để mình cho nó vô đi tới cái tiếp theo, tranh thủ để quê mình chưa chưa lên, nhiều khi mưa các bạn, không giảm mưa quá, mưa quá khứ cái bụng rồi. Mình thắp cái này nữa là mình còn mấy cái mé lộ nữa là hết bảy nha bạn, còn mấy cái trên đường về mình còn mấy cái nữa. Mới thấy bữa nay được ngày mà sách cắn cũng biết hơi mệt mệt đó bạn, nó hơi nặng á, chứ mấy bữa trước thì chưa có bữa nào trúng như bữa nay. Nay nhỏ chạy gắn bự bự không thấy ham. Đây mình cũng có cái bẫy nữa nè. Hồi bẫy này gắn không biết lớn không, chứ từ bẫy phân dằn ra tới ngoài mà phân trắng trắng thì mình sợ gắn không lớn luôn ha, cũng không biết trước được nha ba, trắng trắng này. Tại mùa này cũng mưa quá đó, mưa quá nhiều khi nó lem. Hồ ôi gắn nhị bành kỹ bạn ơi, nhì hết nhất gì nữa rồi bạn ơi, quá đã. Phân thải một bệt nè, tại mùa này trời mưa các bạn, cho nên là mình xác định phân cũng hơi bị khó, tại do mưa mấy quê hôm nay, quê mình mưa dầm đấy, đợt hẩm nắng gì mà quê mình đặt không chạy, mà cỡ này trời mưa gắn chạy kinh. Thăm bữa nay luồng này hai mấy cái gắn chạy sắp biết mệt. Cái luồng này là cử sao nữa, mình có khả năng sẽ kiếm chỗ mình tăng cái luồng này lên tầm 40 cái nha bạn, 30-40 cái thăm cho đã. Tại luồng nào gắn chạy thì mình chăm thêm, cái lúc mà gắn không chạy thấy chứ mình không có dám đặt bẫy nhiều mà, còn lúc nào mà gắn nó chạy thì mình mới đặt bẫy nhiều, tại không chạy mình đặt nhiều thì mình ra lỗ, còn cỡ gắn chạy là ngon. Hậu vô cũng gắn nhất bệnh kinh nữa bạn ơi, quá trời bữa nay gắn chạy cũng đã bệnh bệnh không. Nãy giờ có một con hai con gắn ba, có mấy gắn ba nhỏ thì mình cũng thả luôn đó. Toàn là chạy gắn nhất với nhì. Giờ này quê mình trời chuyển mưa quá, mình quay cái video nó hơi tối tối, các bạn có xem thông cảm mình ha. Nhìn cái màu nó không được sáng các bạn. Tại nè, trên bầu trời các bạn thấy ông âm u chân này, ông chuyển nói chung là đang cảnh hết trơn ha. Mình đặt thưa bảy. Bữa nay gắn nó trúng á, xách cái vỏ xách mệt. Để mình xây coi cái hướng nào mình dễ quay bạn xem chứ, quay này tối sầm bạn khó xem. Mình còn thấy nó hơi bị chói vô bạn, nó hơi chá chá vậy, máy mình tự nhiên bị mắc màu. Rồi có việc bạn không cảm nha, bắt ra luôn, con này cũng 7 lần mấy bạn, 7 đạn 7 lần mấy không chừng. Quay tự nhiên máy mình nó bị mắc màu, tối sầm. Hầu vô con này 7 lạng 7 lạng rưỡi nữa bạn, chắc cỡ 7 lạng 7 lạng rưỡi không nổi chứ cỡ 7 lạng nha bạn, ngon lạnh bạn ơi. Rồi giờ để mình bỏ vô tranh thủ đi tới những cái bẫy còn cặp mấy lộ vài cái nữa hết bẫy nha bạn, thả trên đường về mình đó. Quá đã, sướng sướng nha bạn, con này tầm 7 lạng 7 lạng rưỡi không ra cái mị lên tay mình luôn. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Trong này mình có cái bẫy, dưới đây là dạch dưới dạch trên. Thôi cái bẫy này dính nữa bạn ơi, lú đầu ra kìa đã hả, quá đã. Con này như gắn ba bạn ơi, thải phân mét đó. Rồi để mình tranh thủ bắt gắn gắn này ra để mưa, quê mình mưa 5 gram này, chung tú gắn quá phê bạn ơi, một túi cỡ này nè bạn, gắn con nào cũng nấy cành cành không có một hai con gắn ba gì. Đây con gắn này cũng gắn ba hay gắn gì gì nữa, gắn này có khả năng được nhì. Mưa tới làm gầm
Dạ đi em. Gà nhào liền. Con này cỡ 2 lần rưỡi rồi bạn ơi, không được gắn nhất ha. Ủa không được gắn nhì ha. 2 lần rưỡi, 2 lần 7, con này gắn 3. Con này nó mới có 3 gắn 3 nè bạn. Còn như nãy giờ nhất gì không? Tú bằng lớn rồi nè. Quá phê nha bạn. Thì quê mình giờ ông trời cũng mưa đang lâm râm lâm râm, giờ để mình tranh thủ. Mình bỏ con này vô rồi đặt lại cái bẫy này đi tới mấy cái còn lại. Đây mình cũng có cái bẫy nha các bạn. Thì nói chung tới cái bẫy này là mình thăm bẫy này nữa. Nếu mà còn mấy cái sau á, nó có dính thì mình quay chia sẻ bạn. Còn không dính mình thả về nhà mình tổng kết nha các bạn. Khỏi quay nữa để cái video nó dài quá. Thì nếu các bạn có xem kênh mình nhớ đó, cự gồi á, video mình đặt mà tiêu đề săn hàng khủng dùng đất mới đó các bạn. Thì về tới đây cái bẫy này dính ngắn nhất nữa các bạn. Còn bữa nay thì sao đây? Bữa nay nhẹ que các bạn ơi. Bữa nay còn chuột. Giờ để mình vô lúa đặt lại rồi mình thăm mấy cái bẫy kia các bạn. Nếu có dính mình quay chia sẻ các bạn. Còn nếu không dính thì mình thả về nhà mình tổng kết thành quả chiến lợi phẩm hôm nay ha. Để mình quay tự cái thì nó mất thời gian chứ mình đặt theo đây cặp mấy lộ á, gần ngàn người dân không. Mình cũng vừa về tới trại mình bạn. Còn mấy cái bẫy cuối á nó cũng không dính, cũng để tránh mất thời gian các bạn, mình cũng không có quay ha. Về tới đây cũng mưa, giờ cũng trời mưa lâm râm. Mới thấy bữa nay sách vỏ gắn biết mệt nha các bạn. Nay ngon lạnh bạn ơi. Nay thăm có 28 cái bẫy mà trúng nha các bạn. Cử này cử thứ hai, còn cử đầu tiên mình thăm nói chung 25 cái, cử rồi mình chăm 3 cái là 28 cái. Đem cái xe cua theo mà mệt quá mình cũng không có đặt luôn nè. Là chuột còn cũng được nhiêu nha các bạn. Chuột bữa nay chuột đẹp đẹp không các. Cái chuột này là nói chung vừa niêm lắm nè. Chuột này đặt bẫy gắn là hết ý. Có khi nó hút chuột, còn có khi thì nó cũng lấy nó cũng dư chuột các bạn. Chỗ mình lấy có khi hút thì hãm gà do mấy bữa mưa này nè, các anh em cũng xuống bẫy hơi nhiều, tú gắn thay phê các bạn. Bữa nay đâu để mình nhớ thử nghe bạn, hình như là 5 con gắn nhất bạn, 5 con gắn nhất, 3 con gắn nhì, 3 con gắn ba, thì có mấy gắn ba nhỏ nhỏ nó dính thì mình cũng thả rồi nghe bạn. Mình chỉ lấy là được có 3 con gắn ba với 3 con gắn nhất. Ủa 3 con gắn ba với 3 con gắn nhì với 5 con gắn nhất nha các bạn, mà 5 con gắn nhất trong đó có 1 con gắn đại rất là bự. Thì để mình căng tổng kết xong á, cái mình bắt một con gắn nhất ra, gắn khủng lồ này ra mình căng thử nha các bạn. Con này là siêu phẩm siêu to luôn nè, mình cũng không biết nó là mấy cái một ký mấy nha các bạn. Để nhiều khi á mình quay á, mình bắt ra ngoài mình quay bằng cái điện thoại á, thấy mình con gắn bự mình nói một ký mấy, cái nhiều khi có bạn nói con gắn nó không tới rồi ha. Mình sẽ căng riêng con gắn đó cho bạn xem, mấy con nào mà trên 1 ký thì mà thông thường mình sẽ căng riêng. Thì để mình căng thử cái nha bạn. Mình căng thử cái đi rồi mình bắt ngắn nó ra mình căng bạn xem. Nói chung là bữa nay là quắc căng rồi bạn ơi. Quắc căng rồi. Để bây giờ mình bắt con gắn bự đó ra. Mình ngưng máy cái nha bạn, ngưng máy mình bắt gắn bự ra mình căng riêng bạn xem cái ha. Con còn khủng lồ lắm bạn. Thì mình cũng vừa bắt gắn bự ra riêng đây nha bạn. Thử coi con gắn này được ký mấy. Con gắn này 1 kg mốt mấy bạn ơi. 1 kg mốt 50 đi, 1 kg mốt 50 là còn như 1 kg mốt nha bạn. Để mình không có cuộc lại nãy nè. 1 kg mốt 50 hơn chút nữa đó. Trừ cái túi 50 g ra còn gắn này 1 kg mốt bạn ơi. Gắn này siêu phẩm nha bạn, nó nạo ngay gắn hậu hành mà 1 kg mốt là dữ lắm, nó bự rồi đó bạn ơi. Chứ quê mình thì nó nạo ngay, ít có con nào mà nó bự lên hàng ký mấy rồi lắm mà. Lâu lâu mới trúng được con vậy nha bạn. Bạn thấy mình cầm cái bàn tay nè. Con này giống như là khổng lồ quá giặt rồi đó, quê mình là bay lớn là có khả năng mình sử dụng được là từ quá giặt thì khổng lồ mà. Tại mình ở quê mình thì ở đồng bằng các bạn cũng biết rồi, ít có khi nào mà có gắn nó lớn cỡ này lắm, ở miền Tây mình mà. Mà bữa nay nói chung mình trúng mẹ gắn này quá đậm mà. Tuy rằng á nó có cỡ hơn 5 kg các bạn, mình tính như 5 kg đi, 5 kg à, nhưng mà trong đó nó chỉ có 3 con gắn ba thôi. Rồi với 3 con gắn nhị còn nhiều gà gắn nhất nha các bạn. Nếu những anh em đồng nghiệp nào đi săn bắt á, nghề mà bẫy gắn này á, thì cũng thừa hiểu ha. Mấy con gắn nhất thì giá trị nó cao lắm. Nhưng con này thôi là trên nửa triệu nha các bạn. Quá đã. Còn trong đó của mình là đâu tới 4 con gắn nhất bên túi đó nữa bạn. Mà mấy gắn nhất đó thì con cỡ 6-7 lạng, 7 lạng, 7 lạng ngoài đổ lại ha. Chứ nó không bằng con này. Có con mình cầm này nè. Con này là con dữ nhất của mình nè. Quá khứ rồi. Con này nó 1 kg mốt nha các bạn. Ký mốt 50, mình chữ túi 50 còn ký mốt. Ký mốt mà nhìn thấy nó hết biết bự không bạn.
bệnh Loki. Nhiều khi quay trong điện thoại bạn thấy nhỏ nhỏ chứ ngoài nhìn kinh bự quá khứ bạn. Tính ra bữa nay trên 5 kg gắn nha bạn. Rồi bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ cho nghe các bạn, để mình có động lực đó, mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng máy bay các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.